Trong câu 5 chúng ta sẽ thống kê theo tháng và năm 2021 nha. Như vậy đề yêu cầu là xuất theo từng tháng trong năm 2021, thông tin gồm tháng trên năm và số lần xuất. Như vậy ở chỗ này các bạn thấy nó hơi là lạ nhé. Như vậy chúng ta sẽ select ở đây là phiếu xuất, cầm trong cái phiếu xuất bởi vì nó có liên quan đến ngày xuất và số lần xuất, tức là số phiếu đấy các bạn. Số lần phiếu tức là số lần xuất tức là số phiếu. Như vậy đề yêu cầu là kết hợp tháng và năm. Như vậy thì các bạn sẽ dùng hàm main. Trước tiên là mình select sao và mình sẽ from phiếu xuất. Rồi. Như vậy ở đây chúng ta sẽ có tháng là năm nhưng mà kết hợp lại với nhau thành tháng xiệt năm, cho nên là chúng ta sử dụng hàm concat nha các bạn. Concat đó à. Các bạn sử dụng hàm của ngày xuất, của ngày xuất rồi phẩy xuyệt phẩy year của ngày xuất. Rồi, như vậy là mình đã có được ngày xuất phẩy count số phiếu. Như vậy thì khi mà mình có dùng count thì mình phải dùng đến group by. Và các bạn nhớ là mình group by luôn cả cái cụm này nó mới chịu nha. Group by đó. Group by tháng năm. Rồi chạy thử nào. Còn cái năm 2021 thì tí nữa mình sẽ nói nha. Đây, ok. Tháng 7 21 21 21 tại vì mình còn cái này không có ngày xuất thì nó cũng có ra luôn, cho nên là chưa đúng bởi vì người ta chỉ yêu cầu là năm 21 thôi. Thì ở chỗ này chúng ta muốn năm 21 thì bình thường chúng ta nghe nói rằng là nếu như có dùng group by thì điều kiện là having. Nhưng mà điều kiện khi nào mà cả cái cụm group by này làm điều kiện thì chúng ta mới dùng having. Còn nếu như mà chỉ có một điều kiện là năm 2021 thì các bạn sẽ dùng điều kiện là where year của ngày xuất. Bằng 2021 à. Rồi, như vậy chúng ta đã có được thông tin. Ví dụ như bạn lấy chỉ tháng 7 thôi thì bạn sẽ where year ngày xuất 2021 and month của ngày xuất là bằng 7 chẳng hạn. Như vậy thì các bạn sẽ có được cái thông tin. Và chúng ta sẽ thêm chỗ này. Chỗ này là add tháng xiệt năm. Rồi chỗ này add số lần xuất. Đấy, như vậy thì các bạn đã hoàn thiện được câu 6.5. Dễ không các bạn? À, nhìn cũng khá là đơn giản ha. Nhưng mà chúng ta phải biết sử dụng cái concat và group by concat nha.